Đưa quần thể danh thắng Tràng An thành khu du lịch hấp dẫn. Ban di sản UNESCO Việt vào danh sách đáng tham nhất Đông Nam Á. Khánh thành nhà hát Hồ Gươm, một công trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới. Kính chào quý vị. Bây giờ vừa điểm qua một số tin tức nổi bật sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình tạp chí văn hóa du lịch tuần này. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ này với những thông tin hữu ích được cập nhật và tổng hợp hàng tuần. Còn ngay bây giờ, xin được mời quý vị cùng đến với những thông tin đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 821 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, tỉnh Ninh Bình. Theo phê duyệt, quy mô lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An, Tam Cốc, Bích Động thuộc phạm vi của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận với tổng diện tích là 9.663 ha. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, cụ thể hóa những chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình, thực hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ban di sản UNESCO ở Việt Nam vào danh sách 16 điểm di sản thế giới ở Đông Nam Á được tạp chí du lịch Anh gợi ý đáng ghé thăm nhất. Xuất hiện ngay đầu danh sách là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, tạp chí du lịch Anh giới thiệu quần thể 1.600 núi đá dồi lớn nhỏ trên vịnh có quy mô ấn tượng nhất thế giới. Địa điểm này lần đầu tiên được UNESCO công nhận vào năm 1994. Địa điểm thứ hai được nhắc tới là phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đô thị cổ này được UNESCO công nhận là di tích văn hóa thế giới vào năm 1999. Cái tên thứ ba xuất hiện trong danh sách là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Địa điểm này từng hai lần được UNESCO vinh danh vào năm 2002 và 2015. Nhằm góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế gắn với áo dài và từng bước triển khai hiệu quả đề án Huế Kinh Đô Áo Dài, tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân xứ Huế tham gia. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 với nhiều hoạt động đặc sắc như tri ân, quảng diễn, trình diễn áo dài Huế, hoạt động biểu diễn nghệ thuật kết hợp với các hình thức tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh hình ảnh áo dài. Những hoạt động này được tổ chức trên tinh thần khuyến khích, huy động sự tham gia của đông đảo người dân trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành địa phương cũng sẽ tổ chức một số hoạt động hưởng ứng và mặc áo dài trong thời gian diễn ra tuần lễ. Bằng những hoạt động cộng đồng này, tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2023 một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của áo dài trong lòng người con xứ Huế và khẳng định Huế chính là kinh đô áo dài của Việt Nam. Thưa quý vị, lễ hội Việt Nam Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 2023 tại công viên Biển Đông Đà Nẵng với nhiều hoạt động như trà đạo, cắm hoa Ikebana, viết thư pháp, trình diễn piano, đêm nhạc rock, các buổi giao lưu bóng đá, giao lưu với độc giả truyện tranh manga Abi, cuộc thi quá trang cosplay. Bên cạnh đó cũng có các sự kiện hỗ trợ thông tin du học Nhật Bản và hội thảo liên quan đến du lịch và kinh tế Nhật Bản. Trong không gian của lễ hội còn có các gian hàng giới thiệu doanh nghiệp ẩm thực và kinh doanh sản phẩm của Nhật Bản, cũng như các cốc chủ đề trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề Thế giới không khoảng cách đã chính thức bế mạc sau hơn một tháng khuấy động thành phố biển miền Trung với 5 đêm thi được ví như những đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Minh Thành. Đội Italy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một cựu dương hai lần giành ngôi vị quán quân DIV. Họ đã khiến hàng vạn khán giả khi đắm chìm theo dòng chảy ánh sáng trên sông Hàn, khi phấn khích cùng các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu sôi động của rock và EDM. Lúc sâu lắng, trong những âm hưởng cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý và đặc biệt xúc động, tự hào khi giai điệu bài hát Việt Nam trong tôi là của Thụy Chi vang lên. Lần đầu tiên mình chứng kiến màn pháo hoa rất là đẹp của đội Pháp và Italia.
thì nói chung là rất là tuyệt vời, rất là cảm xúc và cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà tổ chức ở Việt Nam, đặc biệt ở Đà Nẵng mình. Trong khi đó, đội Pháp, đội có số điểm cao nhất trong vòng loại, một lần nữa khiến khán giả hoàn toàn bị mê hoặc với màn bắn pháo hoa giàu cảm xúc mang tên Thắp Sáng Tình Yêu. Trên nền các bản nhạc nổi tiếng của Pháp, Anh, Mỹ và K-pop, họ đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi những hiệu ứng pháo hoa đầy nghệ thuật và sáng tạo. Đặc biệt, đội Pháp gần như khiến khán đài nổ tung khi giai điệu ca khúc Bay của ca sĩ Thu Minh vang lên khớp tới từng nốt nhạc với những bông pháo hoa rực rỡ. Mình cảm thấy hai màn biểu diễn của Ý và Pháp rất là tuyệt vời, nhưng mà đặc biệt nhất là đội tuyển Pháp quá là đẹp, quá là tuyệt vời. Nói chung là hôm nay rất là xứng đáng. Với những màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục khán giả và ban giám khảo, đội Pháp đã giành cúp vô địch, nhận phần thưởng với tổng giá trị 20.000 đô la Mỹ. Đội Italy giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Giải thưởng sáng tạo thuộc về đội Ba Lan và giải được khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Phần Lan. Cứ sau mỗi một đêm diễn thì cái đêm sau lại số lượng du khách còn đông hơn. Điều đó đã khẳng định rằng là chất lượng của các đội pháo hoa đã rất là tốt, và cộng thêm công tác an ninh trật tự để người dân yên tâm để mà đi xem pháo hoa. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã khép lại với những ấn tượng tốt đẹp của người dân và du khách. Sự kiện cũng đã góp một phần không nhỏ vào thành tích phục hồi du lịch của Đà Nẵng. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các chuyến bay đến Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến một ngày, gấp rưỡi ngày thường. Công suất buồng phòng tại thành phố đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4 năm sao đạt 80-85%. Thưa quý vị, theo nghiên cứu về chỉ số tự tin du lịch APAC 2023 mới được công bố, phần lớn du khách đồng ý rằng đại dịch thay đổi cách họ du lịch. Du khách Việt thích ngắm cảnh hơn hoặc ưu tiên các kỳ nghỉ gia đình. 53% khách Việt thích phong cảnh thiên nhiên hơn. 52% du khách muốn có nhiều chuyến đi để có chất lượng thời gian với gia đình. 40% khách mong muốn đi du lịch thận trọng hơn. Và du khách Việt Nam quan tâm về du lịch bền vững nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nghiên cứu về chỉ số tự tin du lịch Travel Confidence Index của Booking.com tập trung vào hành vi du lịch của du khách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong nền kinh tế và những ảnh hưởng tới quyết định du lịch. Hơn 8.000 khách du lịch từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, tham gia khảo sát, được thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm tại số 40A, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, công trình do Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng. Nhà hát Hồ Gươm được khởi công từ tháng 10/2021, sau 22 tháng hoàn thành. Nhà hát Hồ Gươm có cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam được cung cấp loại máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, khán phòng lớn có sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ 500 khách. Không gian khán phòng lớn được trang trí cách điệu, hình ảnh bông lúa quen thuộc trong công an hiệu. Khán phòng nhỏ được thiết kế như một bông hoa đang nở, với đường nét là những sóng âm lan tỏa. Hệ thống sân khấu chính có thể nâng hạ để phù hợp với nhiều loại hình biểu diễn. Cụ thể có thể nâng thành sân khấu rộng với sức chứa cho 90 nhạc công. Hệ sàn nâng có thể trượt xuống để tạo ra hố nhạc, là nơi biểu diễn cho các nhạc công, giúp tầm nhìn của khán giả không bị ảnh hưởng. Nhà hát có khả năng đáp ứng yêu cầu biểu diễn của nhiều loại hình nghệ thuật như opera, nhạc giao hưởng, múa ba lê, nhạc kịch, nhạc dân tộc. Còn ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh về nhà hát Hồ Gươm vừa được khánh thành tại Hà Nội, có quy mô 5.000 m², được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển. Nhà hát có 6 tầng nổi, 3 tầng hầm, gồm khán phòng chính lên đến 900 chỗ ngồi, phòng quan nhạc nhỏ 500 chỗ và các khu vực trưng bày, triển lãm nghệ thuật và các công trình phụ trợ khác. Điểm nhấn kiến trúc châu Âu xưa toát lên vẻ sang trọng và lộng lẫy. Các trang thiết bị âm thanh đều được đặt hàng riêng, tương thích với thiết kế nhà hát, tuân thủ những tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại bậc nhất thế giới. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, 4 vở diễn đặc sắc của kịch gia Lưu Quang Vũ gồm Ông Không Phải Là Bố Tôi, Ai Là Thủ Phạm, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy và Sống Mãi Tuổi 17 được thể hiện trên sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ.
Bốn vở diễn được giới thiệu ở mùa diễn năm nay đều thể hiện khát khao sáng tạo của các nghệ sĩ. Đó vừa là sự tiếp nối và khẳng định các giá trị bền lâu của kịch Lưu Quang Vũ, vừa mở ra không gian đối thoại giữa khán giả với tư tưởng tình cảm mà ông gửi gắm. Nổi bật là vở diễn Sống Mãi Tuổi 17. Tác phẩm sân khấu đầu tay của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ về hình tượng người anh hùng cách mạng Lý Tự Trọng từng được nhà hát diễn cách đây 40 năm, nay trở lại với cách dàn dựng mới mẻ, góp phần khơi gợi ý chí quyết tâm, không lùi bước trước con đường mình đã chọn, trước sứ mệnh mới của thế hệ thanh niên Việt Nam. Thưa quý vị, một trong những niềm tự hào của nền điện ảnh Việt Nam trên trường đua quốc tế, bộ phim Bên Trong Giỏ Kén Chàng dự kiến sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Nhà phát hành CGV vừa cho biết, Bên Trong Giỏ Kén Chàng được đạo diễn Phạm Thiên Ân, người vừa giành giải ống kính vàng tại Liên hoan phim Cannes, lấy cảm hứng từ những người xung quanh mình. Đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân đã kể về một câu chuyện về Việt Nam và những nhân vật Việt Nam mà anh thân thuộc. Không chỉ với Bên Trong Giỏ Kén Chàng, đạo diễn còn cho biết với anh, Việt Nam là nguồn cảm hứng bất tận. Anh khẳng định sẽ luôn làm phim về Việt Nam. Hội Điện ảnh Việt Nam vừa công bố giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 20 năm nỗ lực nâng tầm vị thế để trở thành festival điện ảnh du lịch mang tầm quốc gia. Giải thưởng năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 tại Nha Trang, Khánh Hòa, hứa hẹn mang đến một chương trình phong phú, đổi mới mạnh mẽ về nội dung với nhiều yếu tố hấp dẫn, vừa đảm bảo tính chuyên môn cao, vừa tăng tương tác với cộng đồng. Đặc biệt, sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay với một concept mới lạ, hoành tráng, có sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trong tuần lễ tổ chức giải thưởng, một chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật điện ảnh du lịch sẽ được tổ chức. Theo ban tổ chức năm nay, số lượng phim ở tất cả các hạng mục đều tăng so với các năm trước. Liên hoan phim quốc gia thì 2 năm một lần. Giải Cánh Diều khởi thủy của nó là một cái giải nghề nghiệp hàng năm để vinh danh các cái tác phẩm, các cái nghệ sĩ như chúng tôi đã nói. Và qua hơn 2 thập kỷ thì nó lại càng khẳng định cái vị trí của nó. Nó được rất nhiều cái sự quan tâm của các nghệ sĩ, những người làm phim, sự quan tâm của công chúng yêu điện ảnh và truyền hình. Và chắc chắn rằng các cái hoạt động của Hội Điện ảnh cũng như cái giải thưởng Cánh Diều sẽ góp phần làm cho cái hoạt động điện ảnh của cả nước thêm sôi động. Để đến được với khán giả thì những cái giải thưởng như thế này nó như là một cái cầu bắc họ đến khán giả, để cho khán giả biết đến tác phẩm của họ nhiều hơn. Và ngược lại thì nó cũng là một nguồn động viên khích lệ, một nguồn động viên khích lệ cho những cái người làm phim, họ có thể có được những cái động lực tốt hơn trong tương lai. Điểm nhấn trong những hoạt động liên quan đến điện ảnh là tọa đàm và pháp nào để đánh thức ngành công nghiệp tỷ đô, với sự tham gia đối thoại, thảo luận của các chuyên gia, những nhà làm phim uy tín về các vấn đề nóng của điện ảnh Việt Nam, nhằm đóng góp ý kiến xây dựng chương trình phát triển điện ảnh quốc gia gắn với du lịch. Thưa quý vị, nằm trong hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel, tại thành phố Netanya của Israel đã diễn ra buổi giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam với người dân và với doanh nghiệp sở tại. Tại sự kiện, khách tham quan được thưởng thức những món ẩm thực truyền thống của Việt Nam được chế biến theo tiêu chuẩn kosher của người Do Thái, mang đến trải nghiệm mới mẻ. Một số doanh nghiệp tại Netanya đã ngỏ ý muốn nhập khẩu một số mặt hàng nông sản và thủy sản của Việt Nam để tiêu thụ ở Israel. Bên cạnh việc thúc đẩy giao lưu về văn hóa, sự kiện này cũng góp phần thực hiện chủ trương ngoại giao, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tôi rất vinh dự khi được Ngài Đại sứ Việt Nam tổ chức sự kiện Netanya, Trung tâm Kinh tế và Hội nghị của Israel. Có nhiều khách từ Netanya tới Việt Nam du lịch và họ chính là cầu nối góp phần tăng cường quan hệ song phương. Tôi biết đến Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng và chúng tôi rất mong tới thăm quê hương của các bạn. Không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam được tổ chức tại thành phố đi bộ Telkai, gần quảng trường Độc Lập, là trung tâm văn hóa và giải trí lớn nhất của thành phố Netanya. Các hạng mục trang trí mang đậm nét Việt Nam đã biến nơi đây thành một điểm đến thu hút người dân địa phương. Thưa quý vị, cứ vào tháng 7 hàng năm tại Florida của Mỹ, một lễ hội âm nhạc sôi động lại được tổ chức dưới biển.
Sự kiện diễn ra tại rạn san hô còn sống duy nhất của Mỹ nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ rạn san hô bằng cách không chạm vào san hô hoặc không xả rác dưới biển và các cách giảm thiểu tác động của môi trường khác. Những người tham gia phải là thợ lặn lão luyện bởi họ phải biểu diễn hàng giờ dưới nước. Với những bộ đồ quá trang độc đáo như nàng tiên cá và sinh vật biển, các thợ lặn nghệ sĩ này vừa chơi nhạc cụ, vừa hòa mình vào quần thể của rạn san hô. Âm nhạc được phát qua loa chống thấm nước treo trên những chiếc thuyền ở khu bảo tồn biển quốc gia Florida Keys. Bản hit của ban nhạc The Beatles Yellow Submarine và các bài hát khác về chủ đề đại dương như The Little Mermaid là một phần của chương trình giải trí trong lễ hội âm nhạc dưới nước mang tên Lover Case. Dù mục đích chính là khuyến khích bảo tồn rạn san hô, lễ hội cũng mang lại trải nghiệm độc đáo về thưởng thức âm nhạc dưới nước. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá cả leo thang như hiện nay, thì việc đi du lịch, nghỉ mát là điều rất xa xỉ với nhiều gia đình tại Pháp. Chương trình giá tàu 1 euro trong mùa du lịch sôi động này trở thành món quà giúp người dân được đi du lịch với chi phí tiết kiệm. Chỉ trong một thời gian ngắn, chương trình tàu du lịch 1 euro đã bán được khoảng 100.000 vé. Trong những ngày hè oi ả, chuyến tàu du lịch giá rẻ thật sự là niềm vui giúp người dân giải tỏa căng thẳng và mang lại nụ cười cho cả người lớn và con trẻ. Tôi chỉ có một con mà đã thấy rất hay rồi. Đi chơi cả ngày chỉ mất 4 euro. Đối với những gia đình đông người, chương trình này thật là tuyệt vời. Khảo sát một số hộ gia đình thu nhập thấp tại Pháp cho thấy, nhiều gia đình không có xe ô tô nên họ chỉ có thể đi chơi quanh thành phố. Việc ra bãi biển là một điều gì đó xa vời. Chính vì vậy, chương trình tàu du lịch 1 euro được người dân hưởng ứng rất tích cực. Chương trình tạp chí văn hóa du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.